Em xin chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm cái món chả bằng ham chay. Rất là đơn giản và dễ làm. Nếu các bạn thích món này, cùng vào thực hiện Nhung nha. Giờ Nhung mời các bạn nha. Dọn. Ngon quá. Nó vàng nhìn nó ươm, vàng ươm luôn nè. Ngon quá nè. Nó có bột chiên giòn nó mới giòn ngon các bạn. Nguyên liệu gồm có đây là ham chay là 350 g. Đây là bột chiên giòn 70 g. Tôi căng sẵn ở đây. Đây là có tiêu. Tùy thích các bạn nêm nếm. Đây là bột nêm. Một muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, đây là nửa muỗng cà phê tỏi khô, nửa muỗng cà phê đường, đi hành lá chúng con ở đây là 10 gram hành lá baro nha các bạn. Đây là bột nở, lát mình sẽ cho một muỗng cà phê bột nở. Đây là 50 ml nước, giờ mình sẽ cho vô máy hết nha các bạn. Cho bột nêm hết vào đây luôn. Mình cho một muỗng cà phê bột nở. Bột mình cho vào đây luôn. Nước mình cho 50 ml nước. Cho một muỗng cà phê tiêu. Mình xay xong rồi mình cho hành sao nữa mà. Rồi mình chuẩn bị xay ha. Rồi mình cho hành sau cuối cùng. Cái hành lá này là mình chỉ giờ mình trộn cho nó đều thôi nha các bạn. Mình đừng có xay cho nó nệ nhuyễn nha. Mình mở cái xấu nhỏ. Nè. Khi mở số nhỏ mình cho nó đều, mình trộn đều thôi, còn không các bạn có thể trộn tay cũng được. Cho một muỗng canh dầu ăn. Mình cho chút xíu dầu ăn nó trong cái tô các bạn, để không thôi lát nó dính cái tô đó. Bạn nhìn cái ham chay này mình làm được nhiều món đó các bạn. Bạn nhìn giống chả vậy không? Cái dầu của các bạn nó cứ quét quét như vậy nè các bạn. Nó có dầu, nó có cái độ trơn của nó nè. Bóng. Giống chả cá thác lát quá à. Bạn nè. Bây giờ Nhung sẽ cho cái dầu vào trong cái bao nha các bạn. Thế thì mình rót rồi mình cắt ra. Mình cho, giờ mình cứ cho này vô đây. Mình cho trong bao này mà cứ mình cắt ra nó dễ. Nó mình cứ đè xuống vậy thôi, mình ấn cho nó thành cái vuông góc. Bây giờ mình sẽ cắt ra,
Giờ mình sẽ cắt ra làm ba nha các bạn. Chia ra. Giờ các bạn có thể mình sắn như nè các bạn. Giống như cái giống như pomade á. Mình lấy cái này là mình cắt nó dễ hơn. Trước tiên mình cho dầu vào chảo nha. Mình cho cái dầu nó hơi dừng nhiều chút xíu nữa các bạn. Đây là mình cắt hơi khúc khúc như nè các bạn. Nó hơi dài dài vậy nè. Rất là đẹp mắt luôn nè, thấy không? Mình cũng nóng rồi. Cho vào. Các bạn cho lửa nhỏ thôi. Cái món này mình chỉ ăn vặt thôi các bạn. Mình chiên lên rồi mình chấm cái pomade hoặc là ketchup, mayonnaise. Bạn nhìn hấp dẫn ngon. Cái vàng nhìn nó ươm, vàng ươm luôn nè. Ngon quá nè. Nó có bột chiên giòn nó mới giòn ngon các bạn. Cộng thêm cái hành lá nữa, ăn nó thơm nữa. Mình đợi nó nổi lên nữa, xong mình cho đũa vào. Các bạn xay á, các bạn cho khoảng chừng 3 muỗng canh dầu ăn, mình trộn vô nữa. Khoảng chừng 4 đến 5 muỗng. Mình cho vậy thì nó không có bị dính với nhau. Mình lấy ra nó cũng dễ nữa. Ngon quá thấy không? Cái ham chay này mình cũng làm vừa rồi đó. Còn ham chay cũ à, nó ăn hết trơn rồi. Cho nên là mình mới làm lại ham chay mới. Để mình có mình ăn. Chỉ cần có hai loại thôi các bạn. Ham chay gặp đã bằng một chiên giòn. Làm được cái món chả rất là ngon nè, thấy không? Bây giờ mình đã chiên xong rồi các bạn. Bây giờ mình cho ra đĩa nha. Rất là giòn các bạn. Các bạn nghe nó giòn không? Nó có bột chiên giòn thì ăn nó mới ngon nha. Bây giờ mình đã chiên chả xong rồi các bạn. Cái món chả này mình đã dặn ăn vặt thôi nha các bạn. Thể các bạn muốn ăn với bánh mì cũng được, tùy thích các bạn nha. Nhưng mà Nhung thì ăn vặt ăn chơi thôi. Ăn với ba loại mayonnaise, hai loại và ketchup. Các bạn muốn ăn cái loại nào thì các bạn có thể chấm ăn nha. Cái này là cách. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây nha. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc nha. Sức khỏe dồi dào. Công thanh an lạc. Xin chào.